Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong thủy 24 giờ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bất ngờ lý do nhà giàu thường hay trưng bày hoa huệ trắng trên bàn thờ. Là người Việt Nam, mọi người đều thờ cúng tổ tiên, mọi người đều thờ ông bà. Thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập tục truyền thống có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó cũng là lý do mà hầu như nhà nào cũng có một bàn thờ tổ tiên. Nếu mọi người để ý, nhà giàu thường trưng bày những loại hoa này, đặc biệt là hoa huệ trắng. Lý do là đây. Việc chọn đúng vật để dâng cúng không chỉ giúp gia đình, gia đạo bình an, sức khỏe mà còn giúp phúc lộc đầy nhà. Không những giúp gia chủ khai thông đường tài lộc mà còn giúp cho kinh tế gia đình luôn ổn định, phát nên như diều gặp gió. Nếu bạn đang muốn cải thiện đường tài lộc, đem vận may đến với mình, thử trưng bày những loại hoa này trên bàn thờ nhé. 1. Hoa huệ trắng. Người ta tin rằng dùng hoa huệ trắng để cúng sẽ giúp gia chủ sung túc hơn, mang vẻ đẹp ngay thẳng với những nụ hoa nhỏ. Vậy quanh cảnh nên hoa huệ như tượng trưng cho sự sung túc no đủ. Dù huệ có rất nhiều chủng loại với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chỉ nên dùng hoa huệ trắng để dâng cúng. 2. Hoa cúc. Hoa cúc là loại hoa rất phổ biến. Hoa cúc có nhiều màu sắc, chủng loại khác nhau, đem đến cho gia đình thêm sức sống và ấm áp hơn. Theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc, tuổi thọ cũng như sự hoan hỷ đến nhà. Ngoài ra, hoa cúc trắng còn là loài hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và lòng hào hiệp. 3. Hồng đỏ. Những loài hoa đơn sắc luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Không chỉ tạo nên vẻ thanh thoát phù hợp với vẻ trang nghiêm của nơi thờ cúng, mà hồng đỏ còn giúp khai vận cực kỳ hiệu quả. 4. Hoa đồng tiền. Loài hoa này là biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ cho gia đình. Hoa đồng tiền rất được ưa chuộng ngày Tết vì theo quan niệm, chúng sẽ mang lại ước vọng về một gia đình thịnh vượng và tài lộc tiền vào như nước. 5. Hoa sen. Không phải tự nhiên mà hoa sen được phong là quốc hoa. Ngoài vẻ đẹp thanh khiết, loài hoa này với nhiều điều cổ điển tích nhà Phật, xinh đẹp, có hương thơm thanh thoát, dễ chịu, thuần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là một trong những yếu tố khiến sen trở thành loài hoa lý tưởng trong việc thờ cúng và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Những loài hoa thanh tao có tên đẹp, ý nghĩa đẹp, thế nên chỉ cần đặt loài hoa này lên bàn thờ thì bề trên sẽ luôn phù hộ cho gia đình bạn thật nhiều phúc lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký ngay kênh Phong thủy 24 giờ để theo dõi những video mới nhất, hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.